vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại tài năng tiếp theo của ngày hôm nay. Bồng lên canh trắng nhụy vàng, anh thương cô nàng khéo chở bánh bông lan. Này chắc bán bánh bông lan thiệt quá. Vậy thì bây giờ chắc là chúng ta mở 5 gợi ý của chương trình luôn, để xem 5 gợi ý đó là gì. Cô Hồng Hạnh 69 tuổi. A. Shipper miễn phí. B. Làm bánh tặng trẻ em nghèo. C. Đổ bánh xèo khổng lồ. D. Làm bánh bông lan siêu to. Và E là đáp án khác. Đúng. Thiệt, tôi ghét cái này quá trời quá đất luôn à. Chắc đáp án khác quá à. Mà theo kinh nghiệm nãy giờ chị coi chương trình á, là chị thấy là cái gì mà những cái gì mà thể hiện trong clip á là mình loại trừ ra là được á. Vậy là nãy trong clip là có bánh bông lan nè, loại trừ. Shipper loại trừ luôn. Loại cô luôn. Mình loại cô luôn. Ở trong clip có cô nữa chị. Cô chưa kịp bước ra sân khấu. Đáp án khác đó mọi người. Chị Ốc nghĩ là đáp án khác. Một là đáp án khác, hai là làm bánh tặng trẻ em nghèo. Thì còn có thể đáp án khác. Đáp án khác. Wow. Chị cũng nghĩ là đáp án khác. Anh Long và chị Ốc là lựa chọn đáp án khác. Dạ. Vậy hai gương mặt trẻ tuổi sẽ lựa chọn đáp án gì? Em thấy là mấy cô, mấy chú lớn tuổi có những cái nấu ăn, những cái món rất là bự, những cái món khổng lồ ra cũng là một cái xu hướng mà các bạn trẻ cũng rất là thích. Ê, mà cái giờ này đang đói bụng, đẩy một cái bánh xèo siêu to vô. Thôi, em chọn phương án C đó để em được ăn. Đói quá. Chốt nhanh quá ha. Chị thì chị chỉ muốn hỏi chị Ốc là tại sao chị Ốc lại nghĩ là đáp án khác mà không có phải là những cái đáp án nữa. Còn A, B, C, D. Chiêu cũ cho chị Ốc coi chừng dính. Nhưng tại sao em không nghĩ là đáp án khác mà em cứ nghĩ đến đáp án A, B, C, D? Ai chị lại mít lòng nữa rồi. Nhưng mà đáp án khác nó rất là mông lung. Trong khi đó mình đang có A, B, C, D là những đáp án cũng khá liên quan đến cái clip lúc nãy. Nhưng mà đáp án khác nó khác với những cái đáp án còn lại. Những cái đáp án còn lại cũng không chắc là nó mông lung. Nó không mông lung mà, hiểu không? Nhưng mà thường chương trình người ta ít khi nào mà người ta cho là một cái đáp án khác là đáp án đúng lắm. Giờ thì thường nghĩ lần này sẽ đúng. Không, đáp án khác. Gia đình mình xong mà sai rồi đó. Chưa xong, em đợi chị xíu. Chút xíu thôi. Chìm. Yumi. Mi Du. Dạ. Dạ em đi anh. Một lần em nghe đi. Anh sẽ gửi tặng em một cái phiếu đến nhà hàng Quá Đã ăn miễn phí. À, nhà hàng Quá Đã. Em khỏi cần phải đắp mặt nạ, khỏi cần son phấn gì. Em làm ơn nghe giùm anh cái E đáp án khác giùm anh đi. Dạ, nói chung là nãy giờ là em cũng nghĩ như anh Long với lại chị Ốc đó, em nghĩ là phương án E. Trời đất ơi. Nhưng mà đáp án khác nó rất là mông lung. Trong khi đó mình đang có A, B, C, D là những đáp án cũng khá liên quan đến cái clip lúc nãy. Mà trở mặt nhanh như là trở bánh tráng. Dạ vâng, để xem cô Hồng Hạnh sẽ mang đến tiết mục gì đến với chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô qua đoạn video clip sau. Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, một đầu bếp chưa từng qua trường lớp. Cô từng tham gia điều phối kỷ lục đổ bánh xèo lớn nhất Việt Nam năm 2015. Cô đã tự mở một lớp học miễn phí để dạy nấu ăn cho mọi người. Với cô, nấu ăn là niềm đam mê bất tận. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, năm nay tôi 69 tuổi. Cái công việc nấu ăn là cái sự đam mê của tôi từ nhỏ cho tới bây giờ. Lớn lên ra trường thì tôi lại làm kế toán. Và sau này thì tôi không làm kế toán nữa vì tuổi cũng đã lớn rồi. Mà nếu mình nghỉ hưu, mình ăn, mình ngồi không, nó rất là buồn rồi. Cứ lo nghĩ vẩn vơ, từ đó tôi mới nghĩ ra một cái là tại sao mình không mở những cái lớp dạy nấu ăn. Dạy cho các em, những cái bà nội trợ học nấu ăn. Tôi đam mê và tôi truyền hết tất cả những cái món ăn Trung Nam Bắc. Yêu cầu món gì thì tôi dạy món đó. tất cả cái học phí đó thì tôi không lấy học phí, miễn phí 100%. Các em đến đây chỉ có mặt các em đông đủ và chịu khó chăm chú học và về làm được là tôi vui rồi. Ôi, cái bánh này ngon. Từ những cái hướng dẫn đó, đó là cái niềm hạnh phúc, niềm say mê của tôi. Nó làm cho tôi quên đi hết tất cả những cái buồn, cái phiền, và kể cả tuổi lớn rồi thì ai cũng có những cái bệnh hoạn. Mình quên hết cả bệnh hoạn, không còn thì giờ để mà bệnh nữa, đúng không? Rồi bên cạnh đó là cái niềm vui lớn nhất của tôi là khi các em nó học xong về nhà làm được món gì bốt hình lên: cô ơi, món bánh của con làm hôm nay như thế này, đẹp lắm, gia đình con rất thích. Và những cái thành quả đó của các em đó là niềm hạnh phúc của tôi. Ngoài ra thì có một số em và một số điều kiện về là không có tiền đi học, và họ đến đây họ có thể học những cái bán món bánh về, họ bán hàng online, hoặc họ bỏ cái tủ bánh họ bán thêm, và gia đình họ kiếm thêm thu nhập cho hàng tháng. Mình bằng lòng cái gì mình có, cuộc sống hiện tại của mình cảm thấy bằng lòng, và mình làm cái gì có ích cho đời, cho người. Cái thanh xuân của mình là mình tự tạo niềm vui cho mình. Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ của tôi vẫn còn, thì đó vẫn là thanh xuân. Nhiều khi tôi quên cả tuổi của tôi, là năm nay tôi gần 70 rồi. Tôi hòa nhập với các em, tôi tưởng tôi cũng gần tuổi hơn các em có chút xíu thôi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô Hồng Hạnh nè. Con xin mời cô. Bản bình luận và chào tất cả khán giả ở đây. Hôm nay là lớp học chúng ta hôm nay bắt đầu học món bánh giò. Bây giờ thì đông quá, bây giờ tôi biết mời ai lên đây để phụ con trợ, trợ lý cô đây. Mời cái cậu gì đẹp đẹp trai rồi đó, đó đang đứng mà cái tay thả tim á, không biết thả tim cho tôi, thả tim cho ai đây? Dạ xin mời. Dạ Mi Du với Quang Trung để tụi con lên luôn nha cô. Lạ ha, hồi xưa gặp cậu thấy khác, hình như hồi xưa tôi nổi tiếng, cậu chạy theo cậu xin hình tôi, chụp hình để tôi tấm mà. Dạ đúng rồi, có chụp tấm á, dạ nãy có thấy. Dạ vậy mà bây giờ quên luôn cô, quên luôn, hồi nãy không nhận ra cô luôn. Ôi trời, ở đây nè. Trời ơi, đây là chỗ đây. Rồi thôi bây giờ chúng ta vào lớp đi nha. Dạ vâng ạ. Các bạn mà tập về nha. Dạ vâng ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bánh giò. Bánh giò miền Bắc thì thật ra mà nói thì nó không có gì khó hết. Các bạn ở đây tôi nghĩ rằng các bạn biết làm hết. Nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh giò và chúng ta gói bằng khuôn. Bằng khuôn? Đúng rồi. Bây giờ em nào giúp cô một tí, bật bếp hộ cô. Dạ em đây ạ. Bật đây ạ. Yes. Dạ bật rồi ạ. Chúng ta sẽ có bột nha. Dạ bột gì ạ cô? Nó gọi là bột trộn sẵn. Bột trộn sẵn. Chỉ cần 200g. 200g bột. Chúng ta đổ vào nồi thế này. Đổ vào nồi thế này. Rồi 800g nước. 800g nước. 200g bột, 800g nước. Dạ. Chúng ta quậy lên và sau đó chúng ta cho vào đây. Để con quậy. 2 muỗng dầu. 2 muỗng dầu gì ạ? Muỗng dầu ăn. Dầu gì cũng được nha. Dầu ăn. Rồi. Nóng. Rồi bây giờ chúng ta để lên bếp. Để lên bếp. Chúng ta quậy cho tan ra. Bây giờ nhân của chúng ta thì gồm có thịt nạc dăm. Cái bí quyết làm sao cho nhờ nó ngon là cái nhân. Củ hành tây chúng ta xắt nhỏ ra. Xắt nhỏ ra. Thịt nạc dăm băm ra. Thịt nạc dăm băm ra. Nấm mèo ngâm nở ra. Nấm mèo ngâm nở ra. Khi mà chúng ta để lên bếp chúng ta xào, các bạn nhớ xào sơ cái hành tây thôi. Xào vừa thơm mùi chúng ta vớt cái hành tây để riêng ra. Để riêng ra. Xong sau đó chúng ta sẽ cho thịt vào xào, nêm nếm vừa phải, rồi cho nấm mèo đó xắt nhỏ vào. Xong rồi xào lên nó vừa khô tới thì mình đổ cái chén hành hồi nãy mình để riêng ra. Mình đổ vào, mình xào và đồng thời cho tiêu vào. Nên các bạn ngửi thử xem, mùi rất là thơm. Cô để mà nó ngửi nguy hiểm lắm. Thôi cô cho con một cái muỗng để cô ngửi kỹ hơn. Không. Lo làm đi đã. Chút xíu nữa cô cho. Cô ơi, sau đó là mình luộc trứng cút hả cô? Rồi, trứng cút mình sẽ luộc lên. Mình sẽ bóc vỏ ra, mình để thế này đây. Dạ. Rồi bây giờ ha, còn riêng cái phần lá. Một miếng lớn thế này đó đi kèm miếng nhỏ thế này các bạn nha. Dạ. Nhưng mà không phải là làm ngay đâu, mình trụng qua nước sôi cho nó mềm lá, hoặc mình phơi nắng, hoặc là mình có thể hấp. Hấp sơ nó qua cho nó mềm lá để mình làm cho dễ. Học trò ngoan quá hà. Nói câu dạ, ừ các em ngoan lắm, lát qua cho quà. Dạ. Cái này thì mình sẽ nấu nó tới bao giờ cô ha? À cái này con cứ quậy khi nào nó đặc lại. Nhưng mà con sẽ thấy nó vón cục nhưng mà con kệ đó mịn chừng bột nào nó là mịn xong. Bột nó mới hơi xính sọt lại là được. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta nha, các em lưu ý là mỗi em lấy một cái khuôn như thế này. Dạ cho ở đây em là một lớn một nhỏ nha. Dạ. Một lớn đi với một nhỏ. Chúng ta để mỗi người một cặp như thế còn này. Một cái nữa. Đây đây. Đây. Của thì em bây nè. Giờ đây em để giữa cái này bề dài cái này xong em úp lên các bạn nhỏ nè, úp chưa? Con úp nó lên thế này xong con móp nó thế này. Bóp thế này. Đây đúng rồi. Rồi con đưa hai bên này lên. Đưa hai này lên. Đưa hai này lên. Hai bên này lên. Rồi. Tết hạ thế này xong mình cho nó vào cái khuôn lớn thế này. Dạ cho cái khuôn lớn lên. Rồi. Cho con lớn vào đây hả cô ạ? Cho cái khuôn lớn ra ngoài này là con cho cái này vào cái khuôn lớn rồi. Bây giờ nhé. Các em múc bột dùm cho cô. Bỏ cái này vô đây nè. Đó. Đấy. Con đổ nó ra, con lấy cái ruột nó ra. Chén nó ra. Chén nó mỏng đúng mỏng rồi. Hả? Bây giờ con để thế này nè ha. Rồi con chép mỏng này là cô đang làm cái này. Đây phải không cô? Đúng rồi. Đừng có cho cái rồi đúng rồi chép mỏng nó ra. Đây là con gái. Đây cả nhà thấy không? Long là người khéo tay nhất và Long đã làm xong một công đoạn mà cô vừa nói. Đây là chét nó mỏng em cô ham, có thấy nó mỏng không? Rồi như là ok. Dạ. Cho một miếng nhân vào. Hai miếng nhân vào. Bánh ở nhà ăn phải chất lượng con ơi. Dạ hai muỗng vào. Sau đó rồi, là một... sau đó mình cho hai quả trứng vào. Thôi một quả được không cô? Thôi cho nó ngon. Dạ. Rồi sao mày con cho cô một lớp thế này vô. Thêm một lớp vậy vô. Rồi. Và sau đó gói lại. Xong. Rồi xong rồi bây giờ ta để xuống đây, con để đây ha. Dạ. Bây giờ con mới bẻ cái này xuống. Dạ. Nó qua bên đây. Rồi bẻ cái gì vô đây. Mình qua bên đây. Nhưng mà cái tay dễ đè nó xuống một tí. Dạ. Rồi bẻ vô đây. Dạ. Bên này bẻ nó vô. Rồi, rồi ok. Dạ. Bây giờ xong rồi mình lấy nó ra. Oh, đẹp quá kìa. Cho con có bánh giò như thế này đây. Đây là tác phẩm của Long đã làm xong một cái bánh giò, cả nhà nhìn xem. Không cần phải gói bằng tay mà nó méo mó. Mình đã có một cái khuôn mình làm rất là đẹp. Cả nhà thấy không? Đó. Và cái chất lượng quan trọng là ở phía trong cái bột, cái nhân và cái trứng. Khi mình làm xong mình ăn nó rất là ngon. Một chút nữa sẽ thử. Cái này là không hả cô? Mình mở cái này ăn liền ơi đâu có được, mình phải hấp nó lên nữa con. À, hấp nữa hả? Ừ, cái này gọi là người ta gọi là giảo bột. À giảo bột thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ ta làm xong một cái bánh quá đẹp luôn, thấy không? Rồi Ốc Thanh Vân cũng làm một cái bánh luôn các bạn nè. Các bạn có muốn gói thêm một cái nữa không? Dạ không. Dạ thôi rồi cô, bây giờ mình gói liền nè. Rồi cô đã biết cái tính của em rồi, cô đã chuẩn bị cho em hết rồi. Cô nhìn mặt em là cô biết em muốn gì rồi. Rồi, đây là cô đã hấp sẵn đây nha. Cô mang đến không có bao nhiêu cả, chỉ có một thùng thôi. Wow. Khoái lắm. Đây, cả nhà thấy không? Đó, Long mở ra cái bánh thật là ngon. Cả nhà thấy không? Nếu như cả nhà không tin, Long sẽ sẵn ra cái bánh này cho cả nhà xem. Bánh còn nóng hổi luôn. Bánh còn nóng hổi. Cả nhà ơi, bây giờ Long sẽ thay mặt cả nhà Long thử nha, để cho cả nhà biết được rằng cái bánh này nó có ngon hay không. Long sẽ cho biết kết quả trong vòng 1 giây. Trời ơi ngon quá, nóng quá. Nó ăn cho khủng rồi nha. Nếu nói mà khi chúng ta ăn cái bánh này vào á thì chưa cảm nhận được đâu, phải ăn miếng thứ hai mới biết được. Cái điều quan trọng mà cũng muốn hỏi cô á là tại sao cô lại mở ra một cái lớp mà dạy miễn phí cho những cái người mà tới để học cái này để về làm thôi? Tại sao mà mình không lấy tiền mà là mình lại phải miễn phí? Tại vì thật ra mà nói là khi cô đã nghỉ hưu rồi, cô không đi làm nữa ở nhà, cô rất buồn. Mà cái tuổi lớn rồi thì ngồi ở nhà xong suốt ngày cứ buồn rồi. Nó sinh ra đủ thứ, gọi là cái gì nhàn cư vi sinh ra bất thiện. Buồn. Đúng rồi. Thành ra cô mới mở những cái lớp dạy vì có nhiều em có nhu cầu học nhưng mà không có tiền đóng tiền học. Các em nói thấy thương lắm, con thích đi học mà con không có tiền đóng tiền học. Hoặc cô ơi, con học cái lớp này nó mắc quá, chi phí nó quá mắc quá, con cũng không có khả năng, nên cô mở cái lớp miễn phí. Hàng tuần các em tụ tập đến rồi học, mang đến sự nhộn nhịp trong gia đình, nó vui lắm con. Dạ, mà cái cách cô dạy á, cô dạy bằng cái niềm đam mê của mình, cái cách cô yêu thương học trò, mặc dù tụi con là học viên mới cô, nhưng mà cô nói chuyện dễ thương làm cho tụi con cảm thấy tự nhiên yêu thích cái việc nấu ăn hơn. Hôm nay chương trình mời cô đến đây và rất là vui khi cô đã nhận lời và cô đã dạy cho con ở đây những cái món ăn thật là ngon, đó là bánh giò. Và hy vọng rằng là những cái gì mà cô đã dành cho các học trò của cô, và cô đã dành một cái đam mê và một cái thiện nguyện là giúp cho các bạn biết được nấu ăn mà không phải cần qua một đồng bạc nào đóng tiền hết, cô miễn phí tất cả. Đó là cái điều mà chương trình rất là ghi nhận và đem lại một cái niềm vui cho tất cả mọi người. Dạ, và hy vọng rằng cô sẽ mãi mãi nở nụ cười, một nụ cười của cô rất là dễ thương. Dạ, bây giờ thì khoan, chưa hết chương trình đâu, cho cô một phút nữa thôi nha. Dạ vâng ạ. Cái này là quà nữa, tặng quà. Mấy hôm nay cô ở nhà cô cũng làm, tuy nó không được chỉnh chu lắm nhưng mà cô sẽ gửi. Năm nay là 5 con heo, đây 5 con heo cô gửi cho con nha. Cảm ơn cô. Rồi cô gửi cho con. Cảm ơn cô. Rồi, cô gửi cho con. Và chút xíu nữa cô sẽ gửi, tôi sẽ gửi cho khán giả mỗi người 1 con heo. Và cô ơi, cô đã mang quà để tặng cho tụi con rồi thì tụi con cũng có một cái món quà nó cũng nhỏ xíu, tấm lòng của tụi con. Cô chỉ thích mỗi đứa hôn một cái thôi. Cô chỉ thích mỗi đứa hôn một cái thôi. Dạ đúng. Cô sẽ có một món quà rất là đặc biệt và hy vọng rằng món quà này sẽ là cái niềm vui hạnh phúc của cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô con nè. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ con mời cô quay lại. Nó đẹp quá. Cô xin cảm ơn con. Cô thích câu này nhất nè. Mãi mãi thanh xuân. Cô đây là một đời. Cô cảm ơn. Đây là một bức tranh vẽ tay, bức hình cô để tụi con muốn minh chứng cho cái sự gặp gỡ của cô với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân ngày hôm nay. Và tụi con chúc cô lúc nào cũng sẽ giữ cho mình tinh thần Mãi Mãi Thanh Xuân.